Chào mừng các bạn đến với kênh của Lê Thế Thắng, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Tôi xin giới thiệu đến các bạn một mẫu đồng hồ cơ Kati. Nhìn bên ngoài đã thấy thích rồi. Tôi rất thích những cái phong cách kiểu này. Tôi sẽ zoom lên cho các bạn ngắm nhìn bộ máy của nó này. Đẹp chưa? Bộ máy hoạt động rất là tuyệt vời, nhịp nhàng. Nhìn cái bánh xe của nó đi. Kim dây của nó thì ở góc 3 giờ này nhé. Các bạn để ý kim dây đang trôi này. Thấy chưa? Đồng hồ góc 9 giờ này thì nó chính là cái đồng hồ 24 giờ ngày đêm trong ngày này. Ở cái đồng hồ này có cả dạ quang á. Ở phần trắng ở giữa kim nó chính là phần dạ quang. Rất là tuyệt vời. Thiết kế sai mặt của mẫu đồng hồ này nó là vào 43 mm, dành cho cổ tay vừa và to một chút xíu, hoặc là thích cái đồng hồ này, đảm bảo là đeo được. Đeo đẹp lần khác. Vỏ của nó thì là bằng inox mạ PD vàng đồng, một màu rất là sang và đẳng cấp. Đây là bộ máy của nó phía sau. Ở núm của nó thì dòng Kati luôn luôn có một viên đá quý màu xanh rất là tuyệt vời. Thấy không ạ? Ok chưa? Bộ máy nhìn mê mẩn luôn. Ngay khi tôi nhìn thấy nó tôi đã thích rồi. Ở phần đồng hồ góc 3 giờ thì nó vừa là kim dây và cái phần lộ mặt trời đấy. Đấy là mặt trời, mặt trăng mặt trời là đúng là đồng hồ 24 giờ luôn. Tôi sẽ hướng dẫn qua về cách chỉnh của cái đồng hồ này. Cái núm ở giữa này các bạn rút ra hai nấc, sau đó các bạn xoay theo chiều kim đồng hồ này. Khi xoay theo chiều kim đồng hồ thì đồng hồ góc 9 giờ và phần mặt trăng mặt trời nó cũng sẽ xoay tương ứng 24 giờ trong ngày. Ok chưa? Đấy, ví dụ tôi xoay sang đây là một là 0 giờ đêm này. 0 giờ đêm thì ở phần góc 9 giờ nó sẽ chỉ số 12 giờ này. Đấy. Thấy chưa? Ở phần góc góc 3 giờ nó sẽ chỉ phần mặt trăng này, chuẩn chưa? Đấy. Sau khi xong thì núm giữa các bạn đóng hết vào để sử dụng bình thường. Nó có hai chế độ, một là chế độ tự động là khi các bạn đeo thì cái bánh đà phía sau nó sẽ lên cót cho các bạn mà không cần phải tự lên cót. Đấy, có gọi là auto. Chế độ thứ hai là chế độ lên cót khi mà các bạn không đeo. Ví dụ như trong quá trình khi các bạn ngủ, các bạn không đeo đồng hồ thì các bạn có thể lên cót cho mình. Núm ở giữa để nguyên như thế này, xoay theo chu kỳ đồng hồ. Xoay khoảng 10 đến 20 vòng thì nó sẽ chạy khoảng 1 đến 2 ngày mà không cần phải đeo lên tay. Đấy. Rất tuyệt vời. Tôi sẽ đeo thử lên tay để các bạn cảm nhận được khi mà nó lên tay nó sẽ đẹp đến mức độ như thế nào. Thấy chưa? Đẹp chưa? Lung linh luôn. Rất là sang và đẳng cấp. Cảm nhận được sự tuyệt vời của một chiếc đồng hồ cơ. Ngắm nhìn được bộ máy của nó hoạt động. Người ta ví đồng hồ cơ như thế là một chiếc đồng hồ có linh hồn mà. Rất tuyệt vời, đúng không ạ? Với khóa của cái đồng hồ Kati này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một chút, để sau này khi bạn lấy về thì đeo sẽ dễ dàng hơn. Đây, cách sử dụng của cái khóa này. Nhìn. Đấy, xỏ dây theo chiều này. Xỏ vào đây. Sau nó sẽ gấp dây lại và luồn vào đây để cho cái dây nó ôm vào như thế này. Ok chưa? Đây, ví dụ ôm như thế này. Đấy, sau nó khó là chỉ có việc gập vào như thế này thôi. Đấy. Khi mà đeo thì cái phần dây này nó sẽ ôm luôn vào tay này. Rất tuyệt vời, đây là dạng khóa thông minh rất là hay của Kati. Tôi thấy dòng Kati này khóa rất là đặc biệt, rất tuyệt vời. Đấy. Một bộ sản phẩm của nó thì gồm có hộp đồng hồ, thẻ bảo hành 2 năm. Và tất nhiên là đồng hồ rồi. Khả năng chống nước của con này thì các bạn có thể đeo tắm giặt, rửa tay đi mưa thoải mái. Rất tuyệt vời cho một chiếc đồng hồ. Ok chưa? Tôi cam kết điều này. Tôi
Mong muốn của tôi là bán hàng để cho các bạn có thể quay lại mua đồng hồ nữa và giới thiệu bạn bè cho tôi. Chính vì vậy mà uy tín vô cùng quan trọng. Các bạn có thể xem cái phần cảm nhận của khách hàng ấy của bên mình trên toàn quốc ở trên trang cá nhân của tôi. Có một mục gọi là cảm nhận khách hàng trên toàn quốc, các bạn có thể vào tham khảo và cho cảm nhận của mình. Đừng quên theo dõi mình để xem những cái mẫu đồng hồ tuyệt vời ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào, thân ái và tạm biệt. Chút này quên. Để đặt hàng thì các bạn vui lòng liên hệ 0912 68 1586. Bên mình sẽ giao đồng hồ đến tận nhà trên toàn quốc. Các bạn nhận đồng hồ được mở ra xem đúng mẫu với lấy và thanh toán tiền. Ok chưa ạ? Những bạn ở gần ở Hà Nội thì có thể qua trực tiếp mình cửa hàng ở khu đô thị Tân Tây Đô, Đan Phượng, Hà Nội. Còn bây giờ thì xin chào, thân ái và tạm biệt.